Chào mừng toàn thể quý anh chị nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định Vinhomes. Và hôm nay đây đang là tối ngày chủ nhật tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm. Như thường lệ hôm nay là 7 giờ 15 phút tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm. Thiên Định đang muốn quay lại cái không gian cảnh quan buổi tối ngày chủ nhật tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm để gửi tới toàn thể quý anh chị chúng ta hãy theo chân Thiên Định đi lượn một vòng dự án nha. Thấy cái lượng người bây giờ tại dự án nó rất là đông rồi. Hôm nay kể cả khu cao tầng hay khu thấp tầng thì mọi người đều tới dự án rất là đông. Hôm nay đi chủ nhật cuối tuần thì mọi người có đi chơi ở đâu không ạ? Của chú anh chị chúng ta có cùng gia đình đi chơi hay là đi siêu thị hay đi công viên hay là đi đâu chơi không ạ? Thường thì Thiên Định cuối tuần Thiên Định rất hay đưa gia đình của Thiên Định đi chơi, như là đi ra những cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, đưa vợ với cả là con của Thiên Định đi siêu thị chơi và ăn uống. Nhưng mà đợt này thì đang có dịch cho nên Thiên Định hạn chế đi, cho nên Thiên Định đang tranh thủ quay lại những cái thông tin, quay lại những cái hình ảnh tại dự án Vinhomes Ocean Park gửi tới toàn thể quý anh chị. Mình sẽ đi một vòng kể cả cao tầng, thấp tầng luôn nha. Đông hơn buổi tối hôm qua, tối thứ bảy của chương trình, tối chủ nhật đông hơn nhiều. Hôm nay cái lượng người tới chơi, đặc biệt là ra bãi biển chơi cực kỳ đông luôn. Video Thiên Định cũng sẽ quay một cái video nói chung đã quay rồi nhưng mà chưa đưa lên, thì Thiên Định sẽ đưa cái video mọi người chơi bãi biển lên để quý anh chị chúng ta thấy được là buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay của mọi người chơi bãi biển đông như nào nhé. Quá đông luôn. Bây giờ Thiên Định sẽ rẽ trái. Hôm qua thì trời mưa nhưng mà hôm nay trời rất là đẹp luôn. Chủ nhật thì trời nắng to luôn đấy. Kể cả buổi chiều thì trời trời rất là nắng. Buổi chiều thì khi hết nắng thì trời rất là đẹp, mọi người tới bãi cát chơi rất là đông luôn. Bên trái chính là tòa S202, bên phải chính là nhà đậu xe 5 tầng. Đi thẳng lên là tòa S205. Đường luôn. Đấy, chiếc mặt của chương trình chúng ta là S207, rẽ phải đây là vào S206.
quá đông. Đang xe kia đi lên thì định điền nào. Trái chính là tòa S209, bên phải là tòa S210. Rất là đẹp.
béo thì thôi rồi luôn, không còn chỗ ngồi nữa luôn, quá đông. Ít người hơn quán ăn thì bây giờ là giờ này là giờ ăn đây đang bây giờ là 7:30 à, đâu. Trường hôm nay mọi người cũng tới chơi đâu. San hô nha quý vị. Quá đông luôn. Quay trên quay mà zoom to lên thì nó không được nét lắm. Hầu như tất cả các bếp nướng đều phun hết. Tiếp theo là trên khu trên này nữa. Hai khu đều nằm trên trục đường san hô. Nướng thơm quá, vừa thấy mùi thịt nướng đói quá của chú anh chị. Chú anh chị chúng ta thấy có đông không? Buổi tối chủ nhật cực kỳ đông luôn. Người gọi là gia đình, mỗi gia đình ít cũng phải tầm chục người, làm hai bàn, tổ chức party ăn thịt nướng rất là tuyệt vời của chú anh chị ạ. Thiên Định đói à? Thiên Định vừa quay cho cô chú anh chị xem đấy ạ. Chúc cô chú anh chị chúng ta có một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Thiên Định xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị.
đã xem và ủng hộ kênh YouTube của Thiên Định. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Vâng, Thiên Định xin chào.